Kiệt làm gì với Kiệt bữa nay? Kiệt bận đồ sặc sỡ dữ với Kiệt hả? Mình thanh niên mình bận cái đồ nào lên xíu đi, bận đồ sặc sỡ quá. Chú Long mà đi ngoài đường là chú Long không nhận ra Kiệt đó, để ý lắm mới nhận ra đó. Chào bà nội nha. Dạ dạ. Đâu vô két nữa thử nước coi. Chú Hà đi quay bánh tráng trộn Tây Sơn hả? Mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay quay trở lại bánh xèo nhí. Bây giờ là 19 giờ 11 phút ngày 23 tháng 10 thứ tư. À. Yeah. Em đang ở địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha. À. Vậy hả? Mưa rồi. Mới tới là mưa rồi. Mưa rồi, quay các bạn ra. Nãy quay cả giờ hay gì? Không quay gì hết. Đang quay gì hả? Quay xong cái thì mới tới nhà chỗ đường Út Tịch. Cảm ơn con nha. Mới tới đường Út Tịch đó, công an nó kêu vô thử nồng độ cồn xong rồi chạy lên có. Rồi cái đường là ngay chỗ cái nghẹo giáp với đường Maximax Cộng Hòa đó. À đúng rồi. Vô nó kêu thử nồng độ cồn, xong rồi thôi chạy lên đây luôn. Mới ổng hay đứng đó. Bữa sau đi né chỗ đó ra. Thổi nồng độ cồn nội. Hên quá, không uống chứ uống là rồi. Uống là xong rồi. Bỏ bia rượu rồi. Mưa, đang mưa mà. Mưa thiệt chứ, mưa giận giận. Đi chơi rồi bơi sông rồi, lội sông rồi sướng. Có thằng Kiệt thôi, rồi nó... Kiệt, bạn đồ đừng có sặc sỡ quá nha. Bạn đừng có nổi hơn chú Long với chú Hà là được rồi. Để chú Long, chú Hà bạn nổi hơn con. Bởi vì các chú lớn tuổi rồi. Mình... bạn đừng có nổi hơn. Hôm qua đi chơi, kia đi chơi vui không Kiệt? Vui không? Vui. Ê, mưa lớn à. Mưa. Mình tính không tới. Mưa. Cái gì kỳ vậy ta? Từ nãy mưa. Ở dưới khúc dưới kia là chạy lên là đang mưa rồi. Đứa này vậy? Ủa tưởng cô ba chứ. Từ nãy cứ tưởng cô ba. Rồi chào cô ba nha. Chào chả giò nha. Ủa? Phải cô ba không? Ở từ nãy Kiệt nó chưa chào luôn hả? Hả? Đi chơi mà gì mà sao không vui vậy? Không, mà đi chơi gì mà sao không vui? Đi có một bữa sông nước mà cho lòng để cái cặp vô hả? Nghĩ sao mà tới trời mưa ta? Dạ, em để cái cặp vô đây. Mưa quá, màn ướt. Đây, cái bánh xèo cháy bé Hà mới vừa đổ đây ông bà cô chú. Ê, bé Hà đổ cái bánh xèo cháy thiệt á chứ. Chọc nó vô ăn chứ. Ơi, nghĩ sao mà đổ bánh xèo kiểu này. Tay nghề còn ngày còn lên mà đổ bánh xèo kiểu này thôi chứ. Làm gì ăn ta? Tay nghề kiểu vậy mà đổ cái bánh xèo cháy quăng à. Đi chơi có bác cua tôm không? Dạ không. Không biết, giống như không biết, hắn nói chung là bé Hà nó không biết sông nước đâu. Dù là biết là do không biết quê ở đâu. Kiệt, mang hả? Ủa, Kiệt rồi chứ là ăn gói rồi sau thì quá từ năm rưỡi đó nó hào hứng mà nó lơ đó. Trời. Ngán rồi. Đó. Giờ nó gặp như cái bắp dứa giờ nó ngán nó ớt. Chứ giờ ai ghiền dữ lắm nha các bạn. Hồi nhỏ biết hút gì không? Hay kiểu lan. Quay lan á. Quay lan, quay mì đó. Là chú ăn á là kiểu như mà người lớn cứ ăn á. Chú vô chú lấy chú quất hết tủ. Ủa mà sao đũa chảo lạ vậy? Không có ngàn. Bình thường. Sao còn chú được thưởng cho nguyên cái lỗi đâu bạn gì hết lắm. Chú ăn một vố, bữa đó là nói chung là tối giờ chú ngán tên sợ đó luôn. Sợ quay lan. Ủa nghe có quà gì đi chơi bác cua bác cá rồi tí gì vô ăn đủ thứ mà không thấy ngồi thuyền đồ mà không thấy đi chơi không gì không có quà với anh Hà hả? Chán lựa vụ mình tới dù mưa gió nhưng mình cũng chạy tới để mình coi thử có quà hay không chứ để 3-4 bữa nó quay kiệt. Cái nay buồn dữ kiệt bé Trâm Anh ra rồi cái bệnh gì mới đi chơi đi bệnh gì thì bệnh bữa chủ nhật á, mấy người đi chơi á, mình nó giận. Đi chơi rồi sao không? Bữa 20/10 có bị dính mưa không? Hả? Không chắc là nhớ. Là con đi ăn xong chứ bị về. Trời. Nó trời mưa. Trời. Rồi có đi phố đi bộ không? Không, sao đi bộ để chụp hình là định cái khúc chiêu á để chụp hình mà nó rồi trời mưa luôn rồi. Trời mưa luôn hả? Làm sao là chú Hà ở gần nhà ở bánh xèo kìa. Nhập nước vô 2 tiếng hồ đi xe hơi đủ loại qua không được luôn. Đủ như qua không được luôn. Nhập cái nhiều chúng rồi, cái bữa đó mưa trên ông nội con mưa tầm mưa tả mưa quay lối về mà chú Long quay lối về luôn mà. Sao kỳ đó, sao không đổ hai cái? Ờ thì đó em cái giữa bị ra. Thì đó thì mình mới nhá quơ cái máy nó tự nhiên qua đây rồi sao với Kiệt. Kiệt cái đang ngồi bên kia giờ nó buồn thiêu thiểu. Kiệt cái đi chơi không về mà nó buồn dữ. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Lâu lâu vui là nghỉ. Vui nghỉ, tuần nghỉ 2-3 bữa gì cũng được. Vui là nghỉ hả? Không biết nữa. Thích là nghỉ à, chứ không có thông báo trước cho khách hàng gì hết. Đúng không? Chú Long đó đúng không? Nói chung là chỉ có cách VIP. Rồi chú ở phương xa thăm mới dành là thời gian. Yeah. Bữa hát hay đấy, bữa hát cái bài gì á. Bé Trâm Anh á, bệnh mà thấy nó còn cầm mic hát hò nữa mà. Ôi, nó đâu biết hay vậy? Không biết. Trời ơi. Cầm điện thoại rồi biểu diễn rồi mà. Bé Trâm Anh giả đò. Bé Trâm Anh nó giả đò. Nó không ấy là bé Trâm Anh giả đò này nó không ta bán. Đâu bệnh hiểm chứ đâu. Hả? Bệnh không? Thấy thằng Kiệt nó vui quá kìa mà nó vui. Bánh xèo trời mưa rồi. Dạo này chú không tới rồi mà chú tới mấy ngày trời mưa cái kiểu này vậy. Dạ. Mối mà. Coi này. Ừ. Chơi gì có đổ bánh xèo này. Đó thì đó, đổ. Hồi nãy đổ bánh xèo cháy hoàng luôn. Bây giờ là nhìn soi cái bánh xèo này coi thử. Coi chú coi nè. Không nhìn ra cái bánh xèo nữa mà. Cái đổ luôn này. Được rồi. Này nó cái bánh xèo hai lỗ nha các bạn. Tư tưởng đâu mà. Bánh xèo thì cháy để giấu trong kia, nãy mình quay rồi đó. Mình quay bởi vì mình thấy cận cảnh là mình quay liền. Đó là một cái thôi, còn mấy cái nữa. Còn mấy cái nãy kia kìa, để trong nhà kia. Mấy cái đó là con chập mưng vô thưởng thức đúng không? Vô. 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 Ồ quá. Bánh xèo đây, bánh xèo ở bánh xèo gì? Ủa, từ nãy ra tin gì vậy? Tin về hot nữa này. Tin gì? Cô ba chuẩn bị làm shipper. Cô ba hả? Ừ. Cô ba đi làm shipper hả? Ừ. À. Cho nên đó là họ có đặt giao gì tới công ty á, đặt cô ba. Đặt cô ba hả? Ừ. À, ủa cô ba chuẩn bị làm shipper hả? Không đổ bánh xèo hả? Không. Vẫn là hỗn đổ bánh xèo. Nhưng mà nhận vẫn, làm vẫn chiên chả giò nhưng mà làm shipper. Và nhận làm shipper mà chỉ shipper cho mấy anh thôi. Shipper chả giò, shipper ship tận nơi đó, ship tận nơi đó. Ừ. Ai mà có cái nhu cầu mà ship chả giò nè, trái kìa. Qua Mỹ thì... Kìa, nó mất tập trung quá, trái cái bánh xèo kìa. Cái này có không rồi. Ồ, cái bánh xèo này giòn lắm em Long ơi. Giòn không, giòn không? Quá tuyệt vời. Nếu bữa nào chú đặt ship hai bánh xèo đồng dương rồi. Được đó nè. Ý kiến nó hay đó. Theo em á là đừng ra. Anh cứ ship một cái bánh xèo với hai cái chả giò. Ra Bình Dương hả? Còn ông Long ship hai cái bánh xèo đi quận 7 rồi. Rồi, hai cái bánh xèo, một cái chả giò, hai cục chả giò. Đi mới chịu nha. Rồi. Mới nhận hàng không không. Ship xuống ăn buổi trưa cũng được. Khỏi ăn cơm canteen. Hay mưa rồi. Nó bị gió bay á. Đúng rồi. Dạ. Để chúng con đi chơi vui không? Đâu kể đâu nội. À con thấy cái ngồi ngựa rồi đi hát hò rồi trông là nhưng mà thấy không vui. Nghe rồi không vui. Nhìn là biết không vui rồi. Thấy kìa cái gì đi chơi về mà nó ngồi sụm cái đống kia. Bé Trâm Anh nó đi chơi về mà nó nằm trong nhà, trốn trong nhà. Rồi, còn 3 ngày rồi. 3 ngày hả? Mất 3 giờ. Sáng rồi hồi nãy đi học rồi, cô giáo đã về rồi. Dạ. Nó bị sốt siêu. Sốt siêu vi hả? Vậy rồi. Bệnh rồi thì thôi ở nhà đi chứ đi chơi nữa là bệnh nữa. Có mùa mưa mà. Mùa mưa đang sốt xuất huyết á. Sài Gòn. Kiệt cái đi chơi nó không vui như sao á, nhiều. Nó vui lắm nhưng mà nãy nói nó mặc áo trơn rồi cái bông qua. À. Nó buồn. Chú Long xin lỗi nha. Bữa sau con bận chú Long chứ tìm buộc có bộ đồ nào nó không nổi hơn con. Là được rồi, nhưng mà con đừng có bận đồ nổi quá. Ngại. Hiểu không? Bạn mua đồ vừa vừa thôi. Bữa nay chơi. Bữa nay bạn cái bộ đồ gì đâu mà nó nổi quá trời nổi. Ăn đi, ăn gì kìa, bà nội ăn kìa, cuốn kìa. Trời, nhìn vậy là vừa biết ăn hai cái mà. Cái gì các bạn? Cua hả? Mình thấy thằng Kiệt mình ngứa mông quá ta. Kiệt, chú Long thấy thằng Kiệt, chú Long ngứa mông quá ta. Miệng nó giống ai mà miệng nó món ta, nó đâu giống người ta đâu ta. Cái anh chỉnh lại liền không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đó. Người ta đang đẹp trai dễ. Ê kiệt của anh như bữa nay chú Long thấy còn ốm á, đúng không? Đúng rồi, nó ốm á, bữa nay thấy không? Thấy kiệt bữa nay ốm á. Đi cho bữa không đèn mà nó kỳ ra. Đó thằng Kiệt nó không hợp với đi chơi rồi, đó thằng Kiệt nó ở nhà. Không hợp đi chơi. Cái đó không phải là món nữa mà gọi là cái gì ta? Gọi là qua món á. Qua món. Giống mấy bà cụ ở quê mà ăn trầu á, ăn trầu rang đồ rụng hết. Đúng không? Đúng không? 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Bánh xèo nhí đi ông bà ơi. Bánh xèo nhí rau rừng miền Tây. Đi chơi không vui vậy hả Kiệt? Vui không? Vui mà không thấy kể vậy. Bé Hà là nhìn nó không biết không vui rồi. Chị con là nhìn không biết không vui rồi. Thấy thằng Ken đổ vui quá trời. Ngồi uống nước trà rồi ăn kẹo, nghe đờn ca tài tử rồi. Chú là không vui mà. Vui không? Để vui. Có vui không mà sao từ nãy đâu thấy không vui? Vui là nó biểu cảm nó vui như thế nào. Bánh xèo trái kìa. Có bánh xèo kìa, bánh xèo khách vô kìa con. Wow. Bánh xèo hay là cơm? Cơm rồi. Cơm chay rồi. À, hồi nãy á, chúng ta hỏi kìa coi. Hồi nãy á, hai cái chú mà bán bánh cuốn Tây Sơn á. Chú nói hồi trưa 1,5 triệu á, chú nói ăn bánh xèo, Kiệt đổi cho chú. Kiệt đổi cho chú. Hồi trưa con nói nhà. À, đúng rồi, đủ hả? Ủa? Ngửi á. Thấy hai chú nói, thấy Kiệt đổ. Ai? Quân với hai bạn làm chả giò bánh cuốn hả? À. Rồi. Nãy ghé ăn bánh xèo rau rừng bên kia đường. Ngon. Chuẩn bị đón xem clip bánh xèo rau rừng ở đường Nguyễn Văn Quá nha. Hấp dẫn lắm. Ơi bánh xèo kìa. Mới vừa lên đó luôn anh. Dạ chú Long bánh xèo rau rừng trên đường Nguyễn Quá chỗ này ta. Đó khúc này ta ngon lắm. Trời ơi làm cái bánh xèo tôi biết lúc đó ghé luôn trên đường Nguyễn Quá có hai vô gì Bảo vô nữa hả? Bảo đang Bảo vô mà đang Bảo vô mà cơn Bảo này rất là lạ. Nó quay vòng tròn luôn đó đi Kiệt ăn mà sao nó thấy nó sao quăng đó. Không cái Bảo á, cái Bảo đi sao quăng cả. Cái Bảo đợt này lại đi vô nó sao quăng á. Kiệt nó ăn không ngon miệng vậy chứ. Nhìn nó thấy không ăn ngon miệng vậy. Thấy không? Tự nhiên cái này nước thơm không? Thơm lắm. Cái này gọi là cái nước gì không? Nước đậu tương á. Đậu phộng á. Hay người chú Quân coi. Hồi trưa hai cái chú đó bánh xèo rau rừng miền Tây. Chú Long thấy bạn của bé Hà là chú Long sợ. Bạn của con đó. Chú Long hả? Nó đi nó quằn quằn là chú Long. Hả? bạn con đó chứ đứng qua đây nó nhìn con hoài mà. Tôi bỏ bạn con đâu. Mưa. Cũng có một vài khách nha ông bà cô chú. Dạ, con la rai một vài khách. Cô có tặng tôi nha. 2 chảo thôi, chứ con lên 3 chảo luôn dữ vậy. Có 3 chảo chưa chưa. Ủa mà sao con đốt cái chảo đó làm gì? Cái quán gì? Cơm tấm cây khế à, nằm ở đường Cầu Ký này. Có quay không? Chưa đi tới nào thấy bánh. Mà sao cái quán gì cái gì bún thịt nướng mà bánh mì thịt nướng á, mà sao em tìm, em đi hồi nãy em quằn em tìm hoài không ra. Trên đường Nguyễn Quá đó. Không nào. Ông mà anh quay đó. Nghỉ đó hả? Bây giờ ta nghỉ rồi. Nó bán từ 3 giờ tới 6 giờ à. Ủa vậy hả? Ừ. Thôi làm gì em đi quằn lên quằn xuống em coi, em ghé vô mang bánh xèo miền Tây ngon quá. Ừ, ngay chỗ đó cũng có bánh xèo, có cái bánh xèo Quảng Ngãi á. Vừa Quảng Ngãi mà giờ không, ở đây ăn bánh xèo khác, bánh xèo rau rừng luôn, ngon lắm. Ủa vậy hả? Ờ, ngon. Chỗ nào địa chỉ mấy ghé chút rồi. Mở. Số mấy? Chưa, để không hồi nãy có trong clip. Bây giờ quanh đi tìm quăng lại không thấy, xong nó ghé bánh xèo liền. Đúng rồi. À, dạ mấy cái anh? 2 cái mang về kìa ơi. Ghé mình thưởng thức liền. Mà chạy nước vui vẻ lắm. Vui. Xinh gái. Đẹp hơn mấy à? Đẹp. Xinh gái mà đã nói là xinh gái là nó khác rồi. Đúng. Nói chuyện vui lắm. Nó đang tò mò cái chú, hai cái chú ấy vui lắm á. À, bạn nói chuyện líu lo luôn á, vui luôn. Đổ bánh xèo đẹp quá bé. Đẹp, bánh xèo giòn nữa. Mà đặc biệt là cái nước chấm á, nước chấm của bánh xèo á. Lạ. Bao nhiêu cái? 35. Cũng 35 à hả? 35.000. Nhưng mà mình kêu là hết tiền rồi bán 30, bán không kêu bán luôn. Rồi 30 bán luôn. Nhưng mà nó ngon cái kiểu đặc biệt lắm. Nó thấy chưa, nó mình ngon tới nỗi mà mình rung tay luôn biết rồi. Vui lắm. Nghĩ sao đây? Tối nay đang quán này với quán đó cách 2 cây số không? Thì đường Nguyễn Quá tới đây là cỡ đó. Cỡ đó với mấy mà phải qua đây ăn mới được chứ. Bữa nào em ăn sao rồi em kêu để rủ bé Hà nó đi qua nó thưởng thức cái review thử coi thử hương vị nó sao. Cũng rau rừng. Hồi nãy không chịu mua qua đây trái để mình so sánh với ấy. Ừ, nãy mình quên cái vụ đó. Quên nữa hả? Mình ăn mai ghé. Mình nói chung là mình ăn no xong rồi, xong là bắt đầu mình quay mất, nó kiểu như nó ngon quá đó, quay. Đó mình tới đây mình thấy cái bánh xèo cháy kia xong cái mình hỏi ôi luôn. Topping là có gì? Có tôm hay thịt? Tôm. Thịt với củ hủ dừa. Có củ hủ dừa đó. Có củ hủ dừa. Rau thì có rất là nhiều loại rau. Đó là gốc của miền Tây, chính gốc rồi. Tiêu rồi. Nước chấm thì có 2 loại. 2 loại luôn. 2 loại. Một là nước chấm tương đậu, một nước chấm là theo kiểu chua ngọt. Chua ngọt. Có nhưng mà đặc biệt bà chủ rất là dễ thương. Dễ thương phải không? Hơn. Bà chủ rất là dễ thương. Bà trắng hơn phải không? Trắng. Nói chung là nói chuyện vui lắm, nó líu lo. Đổ bánh xèo là đẹp hơn bé Hà là chắc chắn rồi đó. Nhưng mà không, mình đứng mình đổ mình quay khoảng nửa tiếng á là mình thấy không có cháy cái nào hết. Bé Hà thì nó thường hay cháy với thường hay rứt tôm. Nói chung là cái địa chỉ bánh xèo là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Có bò à? Có bò không? Đó kìa, cái gì đó kìa. Ủa, em con trai. Cơm, không nấu cơm. Ê, lại mưa nữa rồi. mưa. Quay ra quay bạn. Ủa? Chị nó mua cơm hả? Thế hả? Chắc nhà không nấu cơm. Không chập nữa mình đi tới sẵn em giới thiệu luôn cho anh cũng được. Giới thiệu bữa sau anh ở đó anh ghé gần nhà anh hơn nữa. Lỡ cứ gần quá gần luôn á. Căng dữ đó. Căng thiệt cái chứ bây giờ đang suy nghĩ vân vân đây. Vàng ươm giống như bánh xèo này hả? Hả? Độ vàng ươm á hả? Ừ. Chắc chắn là nó sẽ hơn. Ừ. Clip em lên clip thì sẽ biết. Rồi. Tiêu rồi. Cái Hà mất hết một mối rồi, chỉ mối bánh xèo của chú Long. Bạn nó dễ thương ghê luôn á. Nói là anh cố gắng tới review giúp em nha. Rồi mưa thiệt chứ không mưa giỡn. Hồi nãy là nói giỡn nhưng mà mưa thiệt nha các bạn. Đây là đang mưa thiệt mà. Ủa khách đâu ta? Kỳ cục. Quay bạc kìa. Cái này đi chơi gì mà không có động lực vậy mấy. Đây không nổi luôn mấy. Chắc ăn nhiều lắm rồi. Rồi vô luôn. Mưa rồi. Bánh xèo em nó không cái gì mà không mà. Bánh xèo. Dạ. Mấy cái anh? Mấy cháu một cái kìa. Một cái mang về luôn. Cô Hát ơi, một cái mang về cô Hát ơi. Mạnh lên, men lì lên. Mình là thanh niên. Một cái cô, lấy đâu một cái. Quay mạnh lên, thanh niên mà, mạnh lên. Nè. Đó. Nói chung là đũa bánh xèo rất là đẹp. Anh sẽ đưa cho anh coi hình ảnh. Tối nay là sẽ biên tập đón cái video mới nhất về bánh xèo mới. Kế bánh xèo nhí. Sát bên luôn. Sát bên. Cách cả 2 mét. Dễ thương hơn bé đũa bánh xèo nhí. Mưa. Được mưa. Ủa cô ba chạy Grab thiệt á hả? À. Cũng được, có cái đơn nào cô ba chạy đi kiếm thêm có tiền mua sữa cho con. Nhưng biết đường không? Quan trọng là biết đường không á. Bà nội nói là cô ba là biết đường cho nên là cô ba đi. Nhiều lúc giao nhiều cái đơn á chạy không biết đường, chạy hết xăng. Chú Long mới vừa phát hiện một tiệm bánh xèo. Rồi xong rồi. Một bánh. Kiệt lấy bịch rau con. Rồi bé Hà đâu ra nó đâu Long ơi. Hết giá rồi kìa. Cho khách đi con, À, chú chặt bé Hà nó bỏ vô trong rồi các bạn ơi. Hai chú thử khách rồi bé Hà nó có giận không? Nó giận thiệt rồi. Đâu, không giận đâu bé Hà, không giận đâu. Đi vô. lặng đi vô. Đâu tới ca của hắn làm sao được vô được. Dạ. Ca. Đi rửa tay. Đúng rồi. Định danh là ấy là mấy đứa nhỏ đi lên làm á hả? Dạ mấy đứa nhỏ đi làm rồi. Ấy là bà nội á hả? Dạ. Đúng rồi, mã số định danh là phải lên phường. Công an khu vực á, người ta làm cho mình. Bên này làm mấy thủ tục giấy tờ là có mã số định danh VND, là mã số định danh là cái chứng minh nhân dân của bà nội đó, thẻ căn cước của bà nội đó. Rồi ông làm mấy Hà nó làm. Ông ra ngủ. Nói chào khoảng là chú Long mới vừa phát hiện ra một tiệm bánh xèo dễ thương hơn, nhanh hơn. Đổi khẩu trang các bạn. Đúng rồi, đổi khẩu trang để ra cho nó phải lạ hơn. Chứ chú Long với chú Hà nói chi nữa, làm sao mà phải đổi hình ảnh rồi nó lên nó phải khác quát chứ. Ê, tới anh Kiệt bữa nay nó beo lại nha bà nội. Tới anh Kiệt nó beo quá bà nội, nhìn thấy beo quá. Chắc bà nội cho nó uống Fukaka rồi. Rồi Fukaka. Đường lên coi. Cười gì nổi. Người ta mình thấy nó đủ cười là cái gì? Người, mình ăn đứt được nhờ là nhờ nụ cười thôi. Vậy còn bánh xèo đổ thì cũng như vậy à. Thua chú Long đổ nữa đó. Đưa đây nè, con ra cầm máy quay đi, chú Long vô, chú Long đổ cho con, biểu diễn cho con cái này. Coi thử tay nghề đưa ai hơn nè. Đấy. Rồi. 3 chảo. Rồi, 2 chảo thôi. Trời mưa trời gió mà buồn làm chi em ơi, lá rơi rồi cũng phải tan. Đếm thử là đổ bánh xèo phải bao nhiêu bột bao nhiêu ấy để có quỷ đen đó. Nói gì đếm rồi gì rồi sao hả? Nè cho con coi nè, hình ảnh này phải xét nét rồi, phải đúng rồi ý đồ. Cua cao là 6 tháng là phải đứa nít là phải sẽ uống một lần. Cua ca, cái cua ca là 6 tháng là uống lần. Nít. Nè cho con coi nè, người ta cũng đổ bánh xèo miền Tây à, thấy không, đẹp gái không à. Mạng cái kênh chú Long mình rõ ràng mà mạng đâu. Chú Long mới dốt đoạn Facebook thôi. Đẹp gái quá trời, vui nữa. Ai cứng hơn ai. Giận chứ, nhà có 6 người đổ bánh xèo, bé Hà đứng thứ 6. Dạ. Tiền kìa con, thối tiền kìa. Hôm nay chú nói mà cuối cùng Việt nó vẫn chưa biết Fukaka là gì vậy hả? Ờ. Nó vẫn chưa biết luôn hả? Không, nói vừa đưa cái hình ảnh bé bánh xèo miền Tây á. Đâu? Hắn kêu mình lấy trên mạng, nhưng mà kênh đọc kênh Cuộc Sống Sài Gòn TV đàng hoàng. Hắn kêu lấy trên mạng. Thì chú Long đang trên mạng chứ còn lấy đâu. Mai chập nó về xong này em tới nhà nó chỉ anh vô, chỉ xong rồi anh em mình hẹn ngày mai bận váy đồ cho nó đẹp lên xíu, trang điểm đồ đẹp lên xíu. Bận váy đi ạ? Bận váy nữa à. Ý là mình trang điểm lên, nói chủ là trang điểm lên cho đẹp xíu, vui lên xíu. Ở mình dạ. Vô. Ai kệ đó, thôi chụp cái bánh ra, chụp cái tấm hình sang rồi coi thử biểu hiện bất ngờ. Bé Hà buồn buồn chưa nhìn gì nhìn liếc cái gì liếc. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha ông bà cô chú. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Giá bánh xèo là 35k một cái. Dạ, bánh xèo là 35k một cái. À, số điện thoại đặt hàng là 0938 728 828. Dạ. Buồn, buồn gì nó không có gì đâu, phải buồn. Ủa xả luôn hả mấy hả? Nghĩ đủ bánh xèo rồi. Ủa cái này hồi nãy giờ chứ chưa đâu đủ không? Nghỉ. Mấy giờ đâu rồi? Mấy giờ rồi? Hồi nãy là có nước rồi mà. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Kiệt, Kiệt, Kiệt ơi, đen bánh xèo của chú Long với chú Hà không? Thấy không? Đi ăn bánh xèo không? Đi ăn bánh xèo. Bây giờ là mới có 8 giờ kém hả? À. Có bánh xèo, có chỗ ăn chứ không? Khó lại đó. Ôi hát bà vui ơi, bà vui ơi thấy á. Rồi cảm ơn bà cô chú nha, hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye. Bữa nay vui quá, phát hiện được điểm bánh xèo mới. Có bé xinh quá trời luôn, tới giới thiệu cho bé Hà. Bye bye. Mà bé thấy bé Hà vậy cũng không muốn quay nữa, mệt quá gì.